Kính chào quý vị và các bạn. Từ đêm mai thì Bắc Bộ sẽ chuyển mưa dông do là rãnh áp thấp thì sẽ bị không khí lạnh đẩy xuống Bắc Bộ từ đêm mai. Đến ngày thứ 3 và ngày thứ 4 tuần sau thì không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường thêm và duy trì mưa ở Bắc Bộ. Đợt mưa lần này thì không quá lớn và mưa to, khả năng chỉ còn xảy ra cục bộ. Thế nhưng mà quý vị vẫn cần hết sức cảnh giác với sạt lở đất có thể xảy ra tại những khu vực vùng núi, kèm theo đó là lốc sét và gió giật mạnh có thể đi kèm theo trong cơn dông. Còn từ sáng đến chiều mai thì dự báo là trời vẫn sẽ có nắng và khá nóng với nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ C. Chỉ một số ít nơi như tại Sơn La và Điện Biên Phủ thì không khí dịu hơn, không quá 31 độ C. Nắng thì cũng là trạng thái chủ đạo tại khu vực Trung Bộ vào ngày mai. Mưa dông có khả năng xảy ra một vài nơi về chiều tối như tại Quy Nhơn và Tuy Hòa. Còn trưa chiều mai thì dự báo là trời vẫn sẽ khá nóng, với nhiệt độ cao nhất các thành phố từ Thanh Hóa trở xuống tới Phan Thiết, phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ C. Với khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ thì dự báo là ngày mai cũng sẽ chỉ có mưa dông vài nơi về chiều tối và có thể sẽ vẫn đi kèm theo cả gió giật mạnh và sấm sét. Còn từ sáng đến chiều mai thì trời sẽ có nắng với nhiệt độ tại Kon Tum, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác tại Nam Bộ thì khá nóng, trong khoảng từ 32 đến 34 độ C. Trên biển, thời tiết các vùng biển thì đều tốt lên, ngoài khơi quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió nhẹ biển êm, độ cao sóng tại đây không quá 1m50, trời ít mưa, có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai.